ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xò vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng gà con. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xò vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng gà trống. Bây giờ mình sẽ xò nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xò vòng. Và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng gà mái. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Sân lão pin sân lão màu đỏ nha mọi người. Mọi người mình sẽ màu đỏ nha. Mọi người màu đỏ sẽ là màu tiếp theo của mình nha. Là màu đầu tiên. Sân lão pin mày sử có vào follow TikTok ta không? Cả tráng đã đạt được cái rồi. Triệu sự chợ follow cơ mà chuẩn chạy tờ chị dùng cái khác những người đánh đơn đấy quay đấy chị nó chạy lão chị chém cái đi cái này một đồ hai đi cũng được chạy ôi mà do sao chị nhận mà không nhận được chạy mà lại không chấp nhận mà sẽ mất một cái to toàn của mẹ à chùa chùa quậy vẫn có sự ó mama tu cái bạn mà lại không chấp nhận sân tợ bình thường các bạn định theo không chấp nhận thì mình có gì nếu mà người ta để công khai thì vẫn xem được rồi. Múa nam nhưng mà đằng này em bài em chỉ số bạn bài chào bài chị em với lại chị chuẩn mà trong cái đấy bài chị em chào chấp nhận của em chào chuẩn hai người thi chất của mọi người đây là màu đỏ này màu đỏ đây nha mọi người. Mọi người đây là màu đỏ ạ. Mình sợ màu cam nha. Mình sợ màu cam nha mọi người. Sấy giờ để quay lại sổ vòng với mình thật là hạnh phúc. Cộng suy chiều nhà của cái tụi thang là triệu tổng tổng quý mình đang phải màu cam nhé mọi người. Triệu trạng khở ý phụ quán dễ phụ nấn cộng suối phẹt giật ý trụy chuột phẩu chữ triệu tẩn thúy chạy chuột ngoại sự đồng hành đọc của nó đọc tính chung với ra ba tờ với lại thì mình có ra khác quay
Chúng ta nghĩ sự cung nấn quấy